Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 162 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 162 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ bên trong thế giới Quân Luân, một chiếc thiên thuyền cực lớn chậm chậm phá vỡ bích lũy từ trong thế giới Minh Mông lái ra. Chiếc giao trì thiên thuyền này trải qua sự tu phục của Tây Vương Mẫu đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc thánh bảo. Bên trong thiên thuyền, hỗn thiên định vị nghi giống như một tinh cầu khổng lồ từ từ chuyển động. Diệp Phúc đứng trên quả thiên cầu này, phóng mắt nhìn ra thế giới vô biên, tìm được phương hướng của thế giới vô hoang. Sau khi xác định chính xác, chiếc thiên thuyền này liền chủ động du hành trong vũ trụ vô cực, hướng đến nơi Diệp Phúc muốn đến. Giao trì thiên thuyền vốn dĩ đã bị đánh vỡ tan, thì giờ đây đủ mọi công năng đã hoàn thiện, mặc dù không thể khôi phục giống như cũ, nhưng cũng là một bộ thánh bảo rất tốt. Phượng Yên Nhu đứng bên cạnh Diệp Phúc, hai người nhìn lại thế giới Côn Luân, trong lòng khẽ dao động. Sau khi bọn họ đăng cơ xưng hoàng, Tây Vương Mẫu liền không tiếp tục nài giữ, ngược lại còn đốc thúc bọn họ rời khỏi Hoa Tư Thiên Quốc. Đột nhiên phía trên Hoa Tư Thiên Quốc của Côn Luân thế giới, ba con thanh điểu cực lớn đang phát ra những tiếng kêu rền rĩ, dang rộng hai cánh. Những đôi cánh màu xanh trùng trùng điệp điệp bao phủ bầu trời, khiến Hoa Tư Thiên Quốc hoàn toàn bị che khuất. Viễn cổ thiên đình cũng hoàn toàn biến mất dưới những sải cánh của con thanh điểu này. Mảnh đất thần quốc này được ba con thanh điểu phong ấn, chỉ có khi chủ của chúng, huyết mạch tối cao của Hoa Tư Thiên Quốc trở về thì ba con thanh điểu này mới gỡ bỏ phong ấn viễn cổ thiên đình, khiến mảnh đất thần quốc vô thượng được thấy lại ánh sáng của mặt trời. Tây Vương Mẫu không còn được lâu nữa rồi. Diệp Húc không kìm nổi, cảm thấy bi thương thay cho một vị nữ thánh hoàng này. Sau khi hắn đăng cơ đại điện, Tây Vương Mẫu lại có vẻ như già yếu thêm mấy phần. Mỹ nhân tuổi xế chiều, sinh mệnh vị nữ thánh hoàng này đã dần dần đi tới điểm cuối. Phong thái trước đây của bà đã không còn xuất lại chút nào, thay vào đó là sự già nua rõ rệt. Thời gian của bà còn lại không nhiều, chỉ e rằng sau khi mình chết đi, các vị quốc chủ thần quốc thế giới Côn Luân thay lòng đổi dạ sẽ bất lợi cho Diệp Húc và Phượng Yên Nhu. Trước khi đi, vị nữ thánh hoàng này đã đem toàn bộ cấm pháp của Hoa Tư Thiên Quốc truyền thụ lại cho Phượng Yên Nhu. Bà hoàn toàn không mong muốn nàng phải đem những cấm pháp này tu tập hết một lần. Ý muốn của bà chỉ là làm sao có thể khiến cho cấm pháp của Hoa Tư Thiên Quốc được truyền thụ lại cho đời sau, để không phải đi đến bước đường cùng là thất truyền. Tây Vương Mẫu không hề truyền thụ cho Diệp Húc bất kỳ môn pháp môn nào, chỉ là đem tu luyện tâm đắc của mình truyền vào trong đầu Diệp Húc. Trên thực tế, khi tu luyện đến cảnh giới như của Diệp Húc là đã bước đầu hình thành nên hệ thống cấm pháp của bản thân. Bất kỳ môn cấm pháp nào khác cũng chỉ có tác dụng tham khảo. Có điều, tu luyện tâm đắc của bà, Diệp Húc lại vô cùng coi trọng. Suy cho cùng thì cũng là cảnh giới thánh hoàng, siêu phàm nhập thánh, đã ra khỏi phạm trù của vu. Đừng nói là Diệp Húc, cho dù là Ứng Tông Đạo hay Tinh Đế, thậm chí là Ma Hoàng, Ung Hoàng, chỉ sợ cũng không hiểu biết nhiều về cảnh giới thánh hoàng, thậm chí còn vô cùng mờ mịt. Đại đa số vu sĩ sau khi tu thành cảnh giới vô hoàng liền sẽ rời khỏi 3000 thế giới, chính là để tiến cao hơn đến thiên giới. Thánh hoàng cũng vậy. Do đó trong 3000 thế giới, những miêu tả về thánh hoàng rất ít ỏi. Đối với chúng sinh trong 3000 thế giới mà nói thì cảnh giới này e rằng đều là một khoảng trống rỗng. Chỉ có một số ít người kinh thái tuyệt diễm, tu vi thông thiên mới có khả năng tìm kiếm được một chút thông tin liên quan đến cảnh giới này. Diệp Húc điều khiển giao chỉ thiên thuyền nga du 3000 thế giới. Những thánh hoàng từng gặp qua cũng chỉ có duy nhất hai người Tây Vương Mẫu và Xích Quyên Ma Tôn. Ma Hoàng khen ngợi Ứng Tông Đạo có ngộ tính cao bậc nhất, còn Ứng Tông Đạo lại nói ngộ tính của Diệp Húc vô song. Có điều, ngay cả là Diệp Húc thì cũng không thể lĩnh ngộ ra cảnh giới thánh hoàng khi mà không có tư liệu gì. Vì thế tu luyện tâm đắc của Tây Vương Mẫu đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Cho dù có tâm đắc của Tây Vương Mẫu trong tay thì hắn cũng chỉ có thể tham khảo, tham chiếu,
còn con đường của hắn vẫn cần tự bước đi bằng đôi chân của chính mình. Cấm pháp cao cũng chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới vô hoàng. Muốn tu thành thánh hoàng, cảm ngộ thiên đạo, cấm pháp sẽ liền phát sinh thay đổi, đan xen ra đạo và lý của bản thân, hóa thành đạo môn. Diệp Húc đem tâm đắc của Tây Vương Mẫu chỉnh lý lại một lần, lấy ra tu luyện tâm đắc của thánh hoàng, cẩn thận nghiên cứu cảm ngộ. Qua một lúc lâu sau mới nhổ ra một ngụm chọc khí, thầm nghĩ: đạo môn là lý giải của bản thân về vô hoàng, lại lĩnh ngộ về thiên đạo, thành tựu càng cao, đạo môn liền sẽ càng hoàn chỉnh, vững chắc hơn, vượt qua uy năng của tất cả các loại cấm pháp. Đạo môn chính là cơ sở của thánh hoàng, là cảm ngộ thiên địa của thánh hoàng, đạo và lý đạt được đan xen với nhau mà thành môn hộ. Tòa đạo môn này là thành tựu tối cao của thánh hoàng. Cấm pháp của vô hoàng tu luyện càng mạnh thì đạo môn ngưng tụ mà thành cũng càng lớn, thành tựu càng nhiều. Có điều uy lực của đạo môn càng mạnh, cấm cố đối với thánh hoàng cũng càng lớn, thì đạo môn càng khó mở ra. Muốn tiến vào tam thần cảnh, tam thần vương cảnh, trở thành vu tổ thần vương thì bắt buộc phải mở ra được đạo môn, từ trong đạo môn siêu thoát ra ngoài. Chỉ có siêu thoát mới có thể lấy vu nhập đạo. Mở ra đạo môn, đây chính là vu tổ, con đường phía sau thánh hoàng. Tu vi Tây Vương Mẫu đã tiếp cận đến bước mở ra đạo môn, siêu thoát ra ngoài. Có điều đáng tiếc là bà chưa hoàn thành được bước cuối cùng này, hoàn toàn mở ra đạo môn, trở thành vu tổ. Nếu như bà trở thành vu tổ, thiên đế cũng sẽ không tuyển chọn bà làm tú nữ để sinh con cho hắn, bởi vì thực lực của vu tổ tuyệt đối có thể giết chết được thiên đế. Nhưng thực lực của tú nữ lại không thể quá thấp. Nếu quá thấp sẽ hạn chế tu vi và tiềm lực của đế chủng sau khi sinh ra. Vì thế, nữ thánh hoàng là lựa chọn tốt nhất của thiên đế. Tạo hóa chiều người mà. Diệp Phúc trong lòng khẽ xúc động, đột nhiên giao chỉ thiên thuyền run rẩy kịch liệt, không nghe theo sự khống chế của hắn, bất chợt liền dừng lại. Tiểu tử, chân thân của lão đây đã đến đây rồi, lần này ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa không nào. Bên trong bảo lầu của hắn, tôn hóa thân của Xích Quyên Ma Tôn vẫn bị trấn áp bên dưới phương trượng thiên sơn, nhe răng cười nói: tiểu tử, ngươi dám làm nhục thánh hoàng, tội đáng muôn chết. Nếu như ngươi có đầu rụt cổ ở Hoa Tư Thiên Quốc kia, có Tây Vương Mẫu lão nương ở đó, lão đây còn kiêng kỵ ba phần. Có điều khi ngươi ra khỏi thế giới quân luân, chính là tự tìm đường chết mà. Ở phía xa, bên trong vũ trụ vô cực mịt mờ không ranh giới, đột nhiên không gian tan vỡ, mở ra từng khoảng không trùng trùng điệp điệp, dấy lên từng mảnh vô thượng ma quốc của viễn cổ thần ma. Bên trong vô thượng ma quốc hiện ra một tòa môn hộ hùng vĩ, môn hộ đóng chặt có màu đỏ sậm như được đúc tạo từ ma huyết. Nhìn thật kỹ lại khiến người ta có cảm giác mờ ảo vô tận, phảng phất như mỗi một giọt máu tạo thành tòa môn hộ này đều ẩn chứa uy lực vô tận, đạo lý vô tận. Tòa môn hộ này không hề hoàn chỉnh, khung cửa thiếu mất một bộ phận kiến trúc, hẳn là khi Xích Quyên Ma Tôn tiến vào cảnh giới thánh hoàng đã không hoàn toàn tu luyện ra đạo môn. Tiểu tử, Ma Tôn đã đợi người lâu lắm rồi. Đột nhiên, một tôn ma thần cổ xưa từ trong môn hộ của vô thượng ma quốc bước ra. Hình thể của hắn vô cùng to lớn, đứng trong vũ trụ vô cực. Phía trước giao chỉ thiên thuyền giống như một người khổng lồ, còn thuyền lâu của giao chỉ thiên thuyền to lớn đến vậy, khi đứng trước mặt của y lại chỉ bé nhỏ như một chiếc lá, bấp bênh không vững, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn sóng cuồng phong đánh cho úp. Từ trước đến nay chỉ có bổn ma tôn giết người, ức hiếp người. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên bị người ức hiếp. Tiểu tử, người muốn chết như thế nào đây? Gương mặt to lớn của Xích Quyên Ma Tôn thò vào trong lầu thuyền, hai con mắt rực lửa gắt gao nhìn Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, không ngừng nhe răng mà cười. Cái thứ đáng thương, Ma Tôn ta chỉ cần khẽ to tiếng một chút liền có thể khiến các ngươi bị chấn vỡ. Chỉ cần thở hơi mạnh một chút thôi liền có thể khiến cho chiếc thuyền này của các ngươi thổi bay. Nhỏ bé không bằng một đồ vật, vậy mà các ngươi lại dám to gan làm loạn, chấn nắp hóa thân của ta, trước mặt mọi người làm nhục ta sao? Trong mắt y lộ ra sự hưng phấn như con báo vừa mới bắt được mồi, khanh khách cười quái dị nói: tiểu tử, quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin ta đi, nói lời tâng bốc, làm chó cho ta, làm cháu cho ta, nói không chừng Ma Tôn ta đây sẽ mềm lòng tha cho ngươi một mạng. Xích Quyền Ma Tôn, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt của Ma Tôn che lấp cả trời, giống như một bóng dâm cực lớn hoàn toàn che phủ lên giao chỉ thiên thuyền. Trong mắt hắn không khỏi lộ ra một vẻ thương hại, thở dài nói: Ma Tôn, người xuất hiện thì Tây Vương Mẫu có thể yên tâm được rồi. Khổ ép Ma Tôn. Lần này ngay cả Hạo Thiên Khuyển cũng lộ ra vẻ thương hại, ngẩng đầu nhìn Xích Quyên Ma Tôn, không hề có ý giễu cợt hắn.
Tây Vương Mẫu. Dịch Viên Ma Tôn trong lòng lập tức biết là không ổn, đang định bỏ chạy, đột nhiên một tòa môn hộ hùng vĩ hoàn chỉnh từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng rơi trên vô thượng ma quốc, lập tức khiến cho từng mảnh ma quốc bị ép đến tan vỡ sụp đổ. Tòa môn hộ này toàn thân màu đỏ thắm, gần giống như Nam Thiên Môn, vô cùng nặng nề. Sau khi nghiền nát vô thượng ma quốc, lại va vào ma môn của Xích Quyên Ma Tôn, răng rắc một tiếng, đem tòa ma môn này đánh đến tơi tả. Xích Quyên Ma Tôn hét lên đau đớn, thình lình cao giọng gào thét, há to miệng ra, hít một hơi dài, dự định đem sao chỉ thiên thuyền hút vào bên trong bụng trước. Tiểu tử, người cư nhiên còn dám liên kết với Tây Vương Mẫu để mưu toan giết ta, ta sẽ cho người chết trước vậy. Cái miệng của y giống như hắc động, lập tức khiến cho Diệp Húc không thể khống chế sao chỉ thiên thuyền được nữa, nhanh chóng rơi vào trong miệng của y. Ầm ầm. Đột nhiên một thân hình nhỏ bé hạ xuống ngay trên đầu của gã, ép đến mức Xích Quyên Ma Tôn phải ngậm miệng lại. Thân hình bé nhỏ của vị với mái tóc màu trắng bay lượn này so với Xích Quyên Ma Tôn nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng khi hạ xuống đầu của hắn, không ngờ lại có thể khiến cho hắn bị ép đến thân thể không ngừng thu nhỏ, trong chớp mắt lên từ một tôn ma thần đầu đội trời chân đạp đất, thu nhỏ chỉ còn lại cao như một ngọn núi. Rất nhanh, cơ thể của Xích Quyên Ma Tôn liền bị đè ép đến cực hạn, giống như một người bình thường. Tây Vương Mẫu, Ma Tôn vốn dĩ chỉ cho rằng mạng của ngươi không còn lâu, chứ không ngờ rằng ngươi lại già yếu đến mức như vậy rồi. Xích Quyên Ma Tôn thân hình chấn động, hất Tây Vương Mẫu ra, đột nhiên lên tiếng cửa lớn, điểm như nói: nếu như trước đây mà bất chợt đánh lén thì ta không chết cũng sẽ bị trọng thương. Có điều hiện nay dưới một chiêu đánh lén này của bà, cư nhiên chỉ khiến ta phải chịu một chút thương nhẹ. Có thể thấy được, đứa con thiên đế trong bụng của bà đã rút hết nửa non tinh khí và tu vi của bà rồi. Quanh thân hắn ma diễm ngập trời, một lần nữa ngưng tụ vô thượng ma quốc, ma môn cũng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Nếu như sớm biết bà đã già yếu tới mức này thì ta tội gì phải e ngại đến thế đây, từ sớm liền trực tiếp đánh giết đến thế giới Côn Luân, trở thành người thống trị ở đó rồi. Hôm nay Ma Tôn ta không chỉ phải giữ lại tên tiểu tử này và Vương Mẫu, mà còn phải giữ lại cả bà nữa kìa. Ma môn sừng sững, ma khí tung hoành nghìn vạn thế giới, đem Diệp Húc cùng giao chỉ thiên thuyền hút vào bên trong. Lực lượng của tòa ma môn này vô cùng cường mạnh, nếu như giao chỉ thiên thuyền bị hút vào bên trong, thiên thuyền có lẽ không sao, thế nhưng đám người Diệp Húc và Phượng Yên Nhu chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Mái tóc bạc của Tây Vương Mẫu tung bay, bà đột nhiên rút ra một cây cọc châm, vươn tay ra khẽ khắc xuống, chỉ thấy một dấu vết mỹ lệ xuất hiện trong khoảng không vũ trụ vô cực. Vết tích này nhanh chóng khuếch trương ra phía ngoài, trong chớp mắt tỷ vạn tinh cầu xuất hiện, hóa thành một đạo ngân hà, ngăn cách giữa giao chỉ thiên thuyền và ma môn. Đạo ngân hà này rộng đến nghìn vạn dặm, dài đến tỷ vạn dặm, phồn tinh lóe sáng, gào thét xông đến, chặn đứng sự nghiền ép của ma môn. Bệ hạ, nương nương, lần này từ biệt chính là thiên nhân tương cách, vĩnh viễn không còn có thể gặp lại nữa rồi. Tây Vương Mẫu dung nhan đã già, đứng bên bờ kia của ngân hà, xa xa từ biệt Diệp Húc và Phượng Yên Nhu. Dung mạo của bà mặc dù già đi nhưng vẫn giữ nguyên khí độ phong tư cao vời, khiến người ta vẫn như có thể thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà khi còn trẻ. Phượng Yên Nhu sớm đã nước mắt giàn giụa, Diệp Húc lại thở dài một cái, vẫy vẫy tay, quay người thôi động giao chỉ thiên thuyền, lại đến thế giới vô hoang. Hắn biết lần này rời đi liền không bao giờ còn được gặp lại người phụ nữ truyền kỳ này nữa. Phía sau hắn, trong khoảng vũ trụ vô cực ngăn cách bởi ngân hà, đột nhiên truyền đến âm thanh quyết tuyệt của Tây Vương Mẫu: Xích Quyên Ma Tôn, chấm sớm đã quyết định tự hủy diệt bản thân và đế chúng. Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, vậy thì chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận đi. Hào quang hình thành do lực va chạm của không biết bao nhiêu thế giới đột nhiên xuất hiện trong khoảng vũ trụ vô cực, bao phủ lấy hai người Tây Vương Mẫu và Xích Quyên Ma Tôn. Vương Mẫu, bà muốn hủy đi đứa con của đương kim thiên đế, khiến hắn tuyệt tự tuyệt tôn. Cái gì nguyện này, để ta giúp bà hoàn thành vậy. Diệp Húc nghe thấy những lời này trong lòng không khỏi buồn bã. Giao chỉ thiên thuyền không nhanh không chậm lái vào thế giới vô hoang. Khoang thuyền trong chiếc thuyền này là một gian phòng xa hoa lộng lẫy. Chín tôn thân thể của vu hoàng ma tộc bày ra. Già Lam Minh Tôn khoanh chân ngồi giữa ở không trung, nghiền ngẫm cấu tạo của những bộ thân thể vu hoàng ma tộc này, tìm kiếm luân hải thứ 9 của những vu hoàng này. Không gian khoang thuyền này vô cùng xa xỉ, rộng cả trăm dặm, là một tầng ngăn cách trong bảo hồn giới của giao chỉ thiên thuyền bộ thánh bảo này. Tu luyện ở bên trong thì không cần lo lắng có kẻ quấy nhiễu. Ứng Tông Đạo từ Sâm La Ma Điện lấy trộm 10 bộ thân thể vu hoàng vốn dĩ thuộc về ma hoàng này, giao cho Diệp Húc để hắn từ trong khí tức của vu hoàng ma tộc thôi diễn ra cấm pháp của ma tộc,
Sau này Ma La Dư lại lấy trộm mất một bộ thân thể tổ sư của Sâm La Thần Điện. 9 bộ thân thể khác Ma Hoàng cũng không đòi về từ Diệp Húc. Hắn thân là vua hoàng, chắc chắn sẽ không đồng ý lộ diện chỉ để mở miệng đòi về mấy bộ thân thể. Do đó 9 bộ thân thể này vẫn nằm trong tay của Diệp Húc. Có điều Diệp Húc đến nay đã tu luyện gần đến cảnh giới nhân hoàng. Theo việc tu vi của hắn càng ngày càng cao, bản vương khai thiên kinh liền càng ngày càng hoàn thiện, nhu cầu đối với những cấm pháp khác cũng càng ngày càng mờ nhạt. Cấm pháp của thập đại ma điện ma tộc đã không còn đủ để hoàn thiện bản vương khai thiên kinh. Trên thực tế, cùng với việc kiến thức tu vi Diệp Húc càng ngày càng cao, cấm pháp của thập đại ma điện ngược lại trở thành chứng ngại vật của việc bản vương khai thiên kinh càng thêm tinh túy. Chẳng những cấm pháp của thập đại ma điện, mà ngay cả là huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế kinh, hồng mông thanh liên kinh, hạo thiên đại đạo chân kinh, thậm chí diên la thiên nguyên thủy bảo quyển, hắn đều phải khai trừ ra khỏi bản vương khai thiên kinh để bản vương khai thiên kinh duy trì được sự thuần khiết chân ngã. Hơn nữa, hiện nay thân thể của hắn đã sánh ngang với vua hoàng, thân thể của cửu đại vua hoàng ma tộc đối với hắn mà nói đã chẳng còn được bao nhiêu tác dụng. Có điều đối với Giả La Minh Tôn mà nói vô cùng có lợi, lão có thể mượn khí tức và thân thể của 9 vị vua hoàng này thôi diễn ra các cấm pháp khác của thần điện ma tộc, còn có thể nghiên cứu ra thân thể vua hoàng và cấu tạo luân hải. Điều này sẽ có ích cho việc tăng tu vi cảnh giới của lão. Còn bên trong một gian phòng xa hoa khác thì Hạo Thiên Khuyển lại đang chảy nước miếng ròng ròng, nhìn chằm chằm vào 6 bộ thân thể của tiên hoàng Thánh Ung Hoàng Triều. Chỉ cần là người một nhà thì Diệp Húc sẽ không buồn xỉn với bất kỳ ai. Hạo Thiên Khuyển, cái loại tham ăn này, dựa vào ăn để tăng tiến thực lực và tu vi này, đã nuốt xuống luyện hóa một bộ thân thể tiên hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều. 6 bộ còn lại cũng bị Diệp Húc ném cho nó. Nếu như có thể đem 6 bộ thân thể vua hoàng này luyện hóa hết đi, thì thân thể của Long Đại Lão Gia ta tuyệt đối có thể đạt đến trình độ vua hoàng, tu vi cũng có thể tăng cao. Cái con bọ cạp chết tiệt kia, cùng con dẹp thối kia, rồi con trâu ngu ngốc kia, muốn tranh chức vị đệ nhất đại tôn vương với Long Đại Lão Gia ta, nhất định sẽ chỉ có thể bị đại gia ta dẫm nát dưới chân mà thôi. Có điều lần trước Hạo Thiên Khuyển cắn nuốt một bộ thân thể vua hoàng đã tiêu tốn thời gian 3 năm mới luyện hóa hết được. Mặc dù thực lực của nó đã có tiến bộ, nhưng luyện hóa thân thể vua hoàng vẫn cần hao phí của Long Đại Gia không biết bao nhiêu thời gian mới làm được. Phượng Yên Nhu thì đang hết sức chuyên tâm tu luyện cấm pháp của Hoa Tư Thiên Quốc. Diệp Húc đã đem Nam Thiên Môn và Thiên Đình do Tây Vương Mẫu luyện chế giao hết lại cho nàng để nàng tế luyện Thiên Đình. Tây Vương Mẫu đã chết, Phượng Yên Nhu chính là Tây Vương Mẫu đương đại. Tây Hoàng Thiên Đình này giao cho nàng vô cùng hợp lý, bởi nàng so với Diệp Húc càng có thể phát huy ra uy lực của Thiên Đình. Nàng dường như sinh ra là để tu luyện cấm pháp của Hoa Tư Thiên Quốc, tiến cảnh rất nhanh, không lâu sau liền có thể tế khởi rất nhiều vũ bảo của Tây Hoàng Thiên Đình. Có điều, muốn đem toàn bộ tòa Thiên Đình tế khởi, không có thực lực của vua hoàng thì không cách nào làm được. Do vậy Phượng Yên Nhu vẫn còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi nữa. Bên trong bảo hồn giới của Giao Chỉ Thiên Thuyền, phân thân của Giao Chỉ Kim Mẫu đang tĩnh lặng lơ lửng giữa khoảng không gian rộng lớn vô ngần. Tây Vương Mẫu sau khi đem Giao Chỉ Thiên Thuyền khôi phục lại, tôn phân thân này liền phục hồi rất nhiều thực lực, lờ mờ có một loại khí tức thánh hoàng siêu thoát từ thân bà truyền ra. Trong tay bà nâng một tòa tiên sơn cao khoảng một trượng, mà bên trong tiên sơn truyền đến từng trận tiếng nổ kịch liệt. Tiểu tử, ngươi muốn mượn áp lực của ma tôn ta để khiến bản thân đột phá sao? Ý kiến này, có điều ngươi nhất định chỉ có thể chết trong tay ta mà thôi. Bên trong phương trượng tiên sơn, không gian vô tận, mênh mông vô bờ, ngọc lâu trên đầu Diệp Húc phía sau xuất hiện bát đạo công đức cùng lục đạo luân hồi vù vù chuyển động, đủ loại chư thiên thần vương công đức cấn bay múa dập trời, hướng một tôn thần ma miệng lớn mắt dài, lưng rộng vai dày, da như da cóc công kích đến. Tôn ma thần này chính là hóa thân của thánh hoàng Xích Nguyên Ma Tôn. Y vốn dĩ bị Diệp Húc chấn áp dưới phương trường tiên sơn, nhưng hiện giờ lại được Diệp Húc thả ra kéo vào thế giới bên trong, mượn quy luật của thế giới tiên sơn khắc chế tu vi của y cùng y tranh đấu. Nếu như không phải là phương trượng tiên sơn có thể khắc chế tu vi Xích Quyên Ma Tôn, thì Diệp Húc tuyệt đối không dám mạo hiểm lớn như vậy. Suy cho cùng cũng là hóa thân của thánh hoàng, thực lực chắc chắn có thể sánh ngang với vua hoàng. Tiểu tử, ngươi tính toán sai rồi. Ngươi đem Ma Tôn ta thả ra đây liền chỉ có một con đường chết. Ấn pháp của ngươi hẳn là vô pháp cấp thần vương. Đáng tiếc lý giải của ngươi về đạo quả thật quá nông cạn, căn bản không có cách nào phát huy ra uy lực của môn vô pháp này, khiến ngay cả Ma Tôn ta cũng không bị thương đến một sợi lông. Ta giết ngươi liền dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy. Phía sau của y mọc lên vô thượng ma quốc, bị quy tắc tiên sơn chống lại, nhỏ đến đáng thương, chỉ cao có hơn một trượng,
Có điều, thêm vào lực lượng của chư thiên ma thần khiến cho một quyền này của y tràn đầy uy lực. Cho dù bị quy tắc của Phương Trượng Tiên Sơn áp chế, một quyền này của y vẫn có được chiến lực khủng bố như gần như vô hoàng. Tiểu tử thối, người năm lần bảy lượt dùng quỷ kế ám hại ta, thậm chí còn khiến chân thân ma tôn ta lâm vào hiểm cảnh, chết đi cho ta. Diệp Húc lập tức cảm thấy nguy cơ tử vong đến gần, một quyền này giống như rơi trên người của hắn. Mặc dù thân thể của hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ một hai lần, nhưng nguyên thần, thiên địa pháp tướng cùng với cấm pháp nhân hoàng chưa hoàn toàn thành công, ngưng tụ đều sẽ bị đánh đến vỡ nát cả, không còn sót lại chút gì. Lực chiến tốt như vậy chính là áp lực ta đang cần. Đối diện với một kích cường mạnh như vậy, Diệp Húc không những không kinh sợ mà còn thấy mừng, cất tiếng cười lớn. Đột nhiên xuất hiện 33 đầu, 66 cánh tay, vô số đạo chư thiên thần vương công đức cấn bay thẳng lên trời, nghênh đón một quyền này của Xích Viên Ma Tôn. Chấn động dữ dội, xung kích bốn phía, Diệp Húc trong chớp mắt đánh ra 100 vạn chư thiên thần vương công đức cấn. Công kích của hắn tốc độ cực nhanh, tuyệt đối có thể nói là thiên hạ vô song. Cho dù là Xích Quyên Ma Tôn, so ra cũng thấy kém cỏi, tự thẹn không bằng. Một quyền này của Xích Quyên Ma Tôn gặp phải trở ngại, y lập tức nhe răng cười một tiếng. Bên trong ma quốc phía sau y đột nhiên nổi lên một tòa ma môn. Tòa ma môn này so với bản thể của y nhỏ hơn rất nhiều, cũng vô cùng tàn tạ. Có điều, tòa ma môn này vừa xuất hiện, vô thượng ma quốc phía sau lưng của y lập tức khuếch trường, biến thành cao hơn 10 trượng. Sức mạnh nắm đấm của y cũng nhất thời bạo tăng, đánh vỡ hết thất thải chư thiên thần vương công đức cấn một cách dễ dàng như bẻ cành khô. Một quyền giáng xuống người Diệp Húc, nhe răng cười nói: "Tiểu tử, cho dù ma tôn ta không cách nào phát huy hết tu vi thì cũng không phải là đối tượng mà một con kiến như ngươi có thể chống lại được. Một ngón tay này của ta cũng đủ để bắn chết ngươi rồi." Pang! Một ngón tay của y bắn ra giống như một cây cột bằng thịt, nổ vang một tiếng, phá tan phòng ngự của Ngọc Lâu, oanh kích xuống người Diệp Húc. Thân hình Diệp Húc khẽ lắc lư, gánh chịu toàn bộ lực của một kích này. Lập tức 66 tay đồng loạt giơ lên, bắt lấy ngón tay màu xanh xám này, dùng sức vung lên, khiến toàn bộ thân thể khổng lồ của Xích Quyên Ma Tôn bị hất văng, nặng nề ngã quịch xuống đất, chân đến nứt vỡ mặt đất ra. Đất đá bên trong tòa Phương Trượng Tiên Sơn này có thêm quy tắc tiên sơn kiên cố vô cùng. Có điều Diệp Húc khất mạnh một cái, không ngờ có thể khiến cho mặt đất cũng bị chấn vỡ. Lực lượng cực mạnh. Nếu như đổ lại là ở thế giới vô hoang thì e rằng khoảng hư không mấy vạn dặm đều đã bị hủy diệt chôn vùi. Thân thể của thứ xúc sinh ngươi không ngờ lại có thể sánh ngang với ta. Ngươi vẫn chưa tu luyện thành nhân hoàng đã liền mạnh mẽ như vậy. Đợi đến khi ngươi luyện đến nhân hoàng, ai còn có thể khắc chế được ngươi nữa đây. Xích Viên Ma Tôn giận dữ gầm lên một tiếng, quay người lại, sắc mặt ngưng trọng, điềm như nói: "Có điều, lần trước là ma tôn ta sở ý chỉ dùng lực của một ngón tay, lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu." Y đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến cho áp lực của Diệp Húc gia tăng. Vị ma tôn này mặc dù chỉ là một tôn hóa thân, nhưng tầm mắt chính là tầm mắt của Thánh Hoàng, có được lĩnh ngộ của Thánh Hoàng về đạo, một tòa ma môn vạn pháp bất xâm. Chư thiên thần vương công đức cấn của Diệp Húc cơ bản không thể đả thương tới y được. Một kích này của y là có thể làm thương đến Diệp Húc, phá hủy nguyên thần, thiên địa pháp tướng cùng bất diệt chân linh của hắn. Hai người chiến đấu trong Phương Trượng Thiên Sơn kiệt liệt dị thường, từng luồng chấn động hủy diệt thổi ngang quét dọc trong không gian thiên sơn, tiếng nổ không ngớt truyền ra bên ngoài. Không lâu sau, Diệp Húc liền mình đầy thương tích, mấy lần cần bị Xích Quyên Ma Tôn hủy diệt nguyên thần, thiên địa pháp tướng, thậm chí ngay cả chân linh bất diệt cũng đầy vết nạn. Đây vẫn là tu vi của Xích Quyên Ma Tôn bị Phương Trượng Tiên Sơn khắc chế, uy năng của Vô Thượng Ma Quốc và Xích Đế Ma Tôn bị thu nhỏ lại vô số lần. Nếu như là trạng thái toàn thịnh của y thì e rằng Diệp Húc đến một chiêu cũng không đỡ nổi, liền bị y đánh một quyền đánh chết. "Ma Tôn, không đánh nữa, nghỉ một chút đã nào, đợi ta phục hồi nguyên khí, chúng ta sẽ đánh tiếp đến 300 hiệp." Diệp Húc hộc máu miệng, vội vàng xua tay nói: "Tiểu tử, người nói không đánh là không đánh sao?" Xích Quyên Ma Tôn nhe răng kể một tiếng, một quyền bay đến, khiến Diệp Húc bị đấm bay, đập mạnh vào sườn núi. Y lập tức phóng người lên trước, bước lớn tiến về phía Diệp Húc, khanh khách cười quái dị: "Tiểu tử, còn chưa mưu mô sát hại ta được 3 lần, lần này ta sẽ cho ngươi hồn phiêu phách tán." Lời y còn chưa dứt, đột nhiên bên trong Phương Trượng Tiên Sơn buông xuống một ngón tay trắng như ngọc ngà. Ngón tay này giống như trụ trời lồng lộng, điểm thẳng lên người của gã, lập tức khiến cho Xích Quyên Ma Tôn nằm bẹp xuống đất như hình chữ đại, không thể nhúc nhích được. Ngón tay này chính là của phân thân giao chỉ kim mẫu, được Diệp Húc thôi động trấn áp Xích Quyên Ma Tôn. Giao chỉ kim mẫu chính là cấp bậc vô tổ.
một bộ phận phân thân của bà mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng Vu Tổ dù sao vẫn là Vu Tổ. Hơn nữa nơi này lại là bảo hồn giới của Giao Chỉ Thiên Thuyền, bà chính là chúa tể vô thượng, một ngón tay cũng đủ khiến cho Xích Quyên Ma Tôn bị ép đến ngoan ngoãn dãy bảo. Ta đã nói không đánh, ngươi lại cứ đòi đánh, ngươi tự mình chuốc lấy khổ thôi. Diệp Húc từ dưới đất nhảy ra, không ngừng ho ra máu, lập tức khoanh chân ngồi xuống chữa trị thương thế. Thứ khiến cho hắn vui sướng vạn phần chính là áp lực của Xích Quyên Ma Tôn quả nhiên mạnh hơn 99 đạo hư không đại cấm không biết bao nhiêu lần. Thiên địa pháp tướng của hắn một lần nữa ngưng tụ hướng Nhân Hoàng cấm pháp chuyển biến, khiến khoảng cách của hắn với cảnh giới Nhân Hoàng lại rút ngắn thêm một bậc lớn. Thương thế của Diệp Húc rất nhanh liền khỏi hẳn, khẽ giãn gân cốt, hắn nắc chiến một trận với Xích Quyên Ma Tôn, khiến thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng cùng chân linh bất diệt đều được kín đầy vết rách. Chữa trị thương thế tương đương với rèn luyện lại một lần nữa, như thế lại càng mạnh mẽ hơn lúc trước. Xích Quyên Ma Tôn chính là một hòn đá mài dao của hắn, tu luyện cho thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn lại càng thêm mạnh. Con đường tu luyện chỉ có không ngừng giao thủ cùng kẻ khác để biết mình có sơ hở hay không, có lạc lối hay không. Trốn ở một nơi an toàn, tu luyện ngàn năm vạn năm, cho dù đến chết cũng không thể trở thành cao thủ được. Ma Tôn, tiếp nào. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chỉ thấy chiếc ngón tay của Giao Chỉ Kim Mẫu dâng lên biến mất khỏi phương trượng Thiên Sơn. Tiểu tử kia, đây là lần thứ ba người ám toán ta, cũng là lần cuối cùng. Xích Đế Ma Môn. Xích Quyên Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, rồi tung người nhảy lên. Chỉ thấy một tòa ma môn từ từ dâng lên, một vị ma thần viễn cổ đứng ở trước ma môn, ma quốc vô thượng sau đầu hắn lại khuếch trương ra to chừng 20 trượng. Vị ma thần viễn cổ kia chính là Xích Đế Hư Ảnh trong Bát Đại Ma Đế. Xích Quyên Ma Tôn đã dùng ra thủ đoạn cuối cùng của mình. Chỉ thấy Xích Đế Hư Ảnh điều khiển ma môn bảo vệ sau thân của hắn, cung cấp cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Dầm. Xích Quyên Ma Tôn từ trên cao nhìn xuống, một quyền đánh tới, không hề để ý tới chư thiên thần vương công đức ấn của Diệp Húc, mà tiến sát từng bước một. Ma môn của y vừa mới ra đã vạn pháp bất xâm, làm cho các loại ấn pháp cấp thần vương trong chư thiên thần vương công đức ấn của Diệp Húc đều không có chút tác dụng nào. Lúc này đây, y dùng hết sức mạnh toàn thân muốn đánh bại Diệp Húc trước khi hắn kịp phản ứng. Trong chớp mắt, y đánh ra hàng trăm, hàng ngàn công kích, ép cho Diệp Húc phải lui ra sau nghìn vạn dặm, đánh cho thân thể của hắn rách tung tóe, nguyên thần và thiên địa pháp tướng gần như sắp nổ tung, có thể nói là dũng mãnh tới cực điểm. Bốp một tiếng, đầu ngón tay của Giao Chỉ Kim Mẫu đột nhiên từ trên cao đâm xuống, lại chấn áp vị ma tôn này. Đừng có chơi như vậy chứ, có giỏi thì ngươi cùng lão tử đại chiến một trận xem nào. Xích Quyên Ma Tôn bị ép cho quỳ rạp trên mặt đất theo hình chữ đại xuống đất, chửi ầm lên. Diệp Húc nằm trên mặt đất gần như không thể động, dù chỉ là một đầu ngón tay, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không ngờ Xích Quyên Ma Tôn còn chưa dùng hết toàn lực, nay lại toàn lực bùng phát, đánh cho hắn ngay cả lực phản kích cũng không có nửa phần, chỉ có thể ăn đòn. Đạo môn của Thánh Hoàng là vạn pháp bất xâm, thậm chí còn là kháng cự được cả quy tắc của Phương Trượng Tiên Sơn, thật quá cao. Ngay cả chư thiên thần vương công đức ấn cũng không thể lay động hắn dù chỉ là một chút, thật quá mạnh. Qua thật lâu sau, thương thế Diệp Húc phục hồi như cũ, hắn lại phóng thích Xích Quyên Ma Tôn. Trong chớp mắt khi thoát thân, Xích Quyên Ma Tôn cũng không đánh tới Diệp Húc nữa, mà là chạy trốn về phía Phương Trượng Thiên Sơn. Tiểu tử kia, ta là ma thần hay ngươi mới là ma thần đây? Xem như lão tử sợ ngươi rồi, không chơi với ngươi nữa vậy. Tốc độ của y cực nhanh, nhưng còn chưa kịp bay ra khỏi phạm vi của Thiên Sơn thì đã thấy một bàn tay cực lớn giơ đến, khẽ gạt một cái, liền ép cho y lại rơi về trong Thiên Sơn. Xích Quyên Ma Tôn ba phen bốn bận tính đã thoát, thế nhưng luôn bị bàn tay kia ép về, sắc mặt không khỏi sám ngoét. Y căm giận mắng một câu, bị bàn tay kia ép về bên cạnh Diệp Húc. Ngươi tiểu tử kia, ngươi từng dùng áp lực của ta giúp ngươi đột phá Nhân Hoàng hay sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Ma Tôn ta đã biết thừa cửu kế của ngươi rồi, thì sao cho ngươi thực hiện được nữa đây? Y cũng không ra tay với Diệp Húc nữa, mà đứng nguyên tại chỗ, không hề tính toán đánh đấm gì cả. Ma Tôn, ngươi ra tay tiêu diệt ta thì mới có thể rời khỏi nơi đây được. Không giết ta, cả đời ngươi cứ ở lại chỗ này đi. Diệp Húc thản nhiên nói với y, ý cười ấm áp ở trên khuôn mặt. Giết ta, phân thân của Giao Chỉ Kim Mẫu sẽ không có ta thúc giục nữa, như vậy ngươi mới có hy vọng trốn thoát được. Hay là Ma Tôn ngươi không dám chắc là mình có thể xử lý được ta trước khi ta khiến cho Giao Chỉ Kim Mẫu phân thân trấn áp ngươi đây? Hồng quang tỏa ra trong mắt Xích Quyên Ma Tôn, y cười khanh khách nói. Người Ma Tôn muốn giết không ai có thể trốn thoát được. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ giúp ngươi.
y đẩy ý chí quyết đấu, một quyền đánh tới Diệp Húc, nhe răng cửa nói: "Ngươi đây là muốn đi đến thế giới bên kia hay sao? Tòa tiên sơn này cũng là ngươi lấy được từ thế giới bên kia chứ gì? Thứ tốt này, xem ra bảo tàng trong thế giới kia còn phong phú hơn cả Xích Đế ma giới ta rồi. Ma tôn ta lập tức giết ngươi, rồi đi đánh chiếm thế giới kia, giết sạch tất cả bọn đàn ông, nô dịch tất cả đàn bà, biến nơi đó thành thiên quốc của ma thần viễn cổ." Không qua bao lâu, Diệp Húc liền bị y đánh cho trọng thương, mà Xích Tiên Ma Tôn lại bị một bàn tay của Giao Chỉ Kim Mẫu ép cho quỳ rạp xuống đất, tức giận mắng chửi không ngừng. Y liên tục bị Giao Chỉ Kim Mẫu phân thân chấn áp 3 lần, sắc mặt phát xanh phát tím, hận Diệp Húc đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm tính toán xem tiếp theo nên làm cái gì để trước khi Diệp Húc thúc giục Giao Chỉ Kim Mẫu phân thân là có thể một chiêu đánh gục tên khốn này. "Tên tiểu nhân này rất giỏi chịu đòn, rất khó để đánh chết hắn ta chỉ trong 1-2 chiêu, trừ phi dùng ma môn trực tiếp nghiền nát hắn." Xích Quyên Ma Tôn nghĩ ra chiêu này, cười khăng khắc: "Ấn pháp của tên tiểu nhân này chính là vũ pháp cấp thần vương, hắn không thể phát huy ra được hết thực lực, nhưng rơi vào tay ma tôn ta rồi thì sẽ không tầm thường chút nào. Còn có tâm pháp của hắn cũng khá được, còn chưa tu thành nhân hoàng mà đã luyện thân thể thành vu hoàng, tu vi cũng không hề tệ chút nào. Chờ giết hắn rồi, sư hồn tắc phách lấy ra hết tất cả những thứ đó." Y lại nghĩ tới Giao Chỉ Thiên Thuyền, nhớ tới Phương Trượng Tiên Sơn, nhớ tới Di La Thiên Địa Tháp cùng Ngọc Lâu của Diệp Húc, trong lòng lại càng thêm hăng hái. Giết chết hắn, siêu hồn tắc phách hắn, cướp bảo vật của hắn, chiếm lấy thế giới của hắn. Xích Nguyên Ma Tôn càng nghĩ càng hưng phấn, liên tục cười to một cách đầy quái dị. Diệp Húc còn đang cố gắng tu luyện, khôi phục thực lực, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng của mình. Nghe thấy tiếng cười như thế, không nhịn được nhìn về phía Xích Nguyên Ma Tôn, chỉ thấy người thống trị Xích Nguyên Ma giới này bị đầu ngón tay của Giao Chỉ Kim Mâu ấn xuống, không thể động đậy, nhưng lại cất tiếng cười to, vẻ mặt kia trông rất là sung sướng. Diệp Húc dùng mình một cái: "Vị ma tôn này chẳng lẽ là bị kích thích nên đầu hỏng mất rồi hay sao? Hay là hắn rất thích bị ngược đãi như vậy?" Nhưng Xích Quyên Ma Tôn nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch của y có vẻ không ổn. Diệp Húc tuy liên tục bị y đánh bại, mỗi lần đều thua vô cùng thê thảm, gần như là suýt chết, nhưng tiểu tử này khi thắng khi bại càng đánh càng mạnh, càng ngày càng khó giải quyết. Y chỉ bằng thân thể cùng ma quốc vô thượng đã rất khó có thể đánh ngã Diệp Húc, phải dùng ma môn thì mới chiếm cứ thượng phong rõ ràng, nhưng cũng không thể làm gì Diệp Húc được, chỉ có dùng Xích Đế hư ảnh mới đánh ngã được Diệp Húc. "Nếu cứ như thế này, chỉ sợ ma tôn ta thực sự sẽ bị con thỏ đó thịt mất thôi." Xích Quyên Ma Tôn âm thầm lo lắng, tu vi y bị Phương Trượng Tiên Sơn chấn áp 9 phần, tu vi có thể dùng tới không đủ 1 phần. Nếu không phải ở trong Phương Trượng Tiên Sơn mà là bên ngoài, y muốn trừ bỏ Diệp Húc thì chỉ cần 1 chiêu là đủ. Nhưng dưới sự khắc chế của quy tắc trong Phương Trượng Tiên Sơn, Diệp Húc liền có khả năng chống lại y, hơn nữa còn không ngừng lớn mạnh, dần dần không còn là khả năng nữa mà là chắc chắn. Loại tốc độ tăng trưởng tu vi cùng thực lực này làm cho Xích Uyên Ma Tôn có phần không rét mà run. Trong thế giới Xích Đế Ma giới này có đủ vu sĩ đại vu thiên tư hơn người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y gặp phải kẻ có tốc độ tu luyện nhanh chóng đến như vậy. "Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn, lấy đi tất cả những gì hắn có. Nếu không giết hắn, e là không lâu nữa đâu, hắn liền có thể giết ta." Thiên địa pháp tướng của Diệp Húc đã càng ngày càng ngưng tụ, từ vạn trượng hóa thành không đến 1 trượng, dần dần có hình thái của nhân hoàng cấm pháp phân thân. Tôn nhân hoàng cấm pháp phân thân này được tạo thành chỉ từ bản vương khai thiên kinh, đủ loại cấm văn cùng trận văn, phù văn đan xen vào trăng trời sao, tam thập tam thiên giới cùng thiên đình, 18 tầng địa ngục trong địa phủ, nối liền với thiên hà và hoàng tuyền của tam giới cùng với lục đạo luân hồi. Tuy nhân hoàng cấm pháp còn chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng trên cơ bản thì nó đã thoát ra khỏi phạm chủ thiên địa pháp tướng. Tu vi của hắn không lúc nào là không ngừng tăng vọt lên, pháp lực bành trướng, không ngừng luyện hóa tiên linh khí mà Ngọc Lâu cung cấp. Về phần tiên quang trong Phương Trường Tiên Sơn thì đã bị hắn dùng hết sạch rồi. Hắn đã bước đến gần tam hoàng cảnh nhân hoàng kỳ, chỉ cần ngưng tụ thành công hoàn toàn nhân hoàng cấm pháp phân thân là có thể trở thành nhân hoàng chân chính, pháp lực tăng lên. "Ha ha, chân thần lão tử chưa chết, lão tử quả nhiên là ma chủ do số mệnh trời đất tạo thành. Ngay cả ánh sáng do thế giới lực mà mụ già Tây Vương mẫu kia cũng không thể hoàn toàn giết được ta." Xích Quyên Ma Tôn đột nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt ngạo nghễ lướt nhìn Diệp Húc, hung ác nói: "Tiểu tử thối kia, chân thân của lão tử không chết, ngươi liền chỉ có một con đường chết mà thôi. Thế giới sinh ra ngươi kia, giờ phút này ta đã biết được phương vị chuẩn xác rồi. Chờ lão tử khôi phục chân thân, khôi phục thực lực sẽ lập tức giáng lâm đến đó. Ma tôn ta phải giết sạch đàn ông, nô dịch đàn bà, biến thế giới của các ngươi thành thiên quốc,
thế giới của ma thần viễn cổ. Diệp Phúc cả kinh, ánh sáng hình thành từ thế giới lực do Tây Vương Mẫu sưu tầm, chủ yếu là để tiêu diệt đứa con thiên đế trong bụng, cùng nó đồng quy vu tận. Về phần luyện chết Xích Quyên Ma Tôn thì chỉ là thứ yếu. Nay Xích Quyên Ma Tôn chưa chết, không biết đứa con thiên đế kia có còn sống hay không. Người muốn biết đứa con thiên đế còn sống hay không phải không? Xích Quyên Ma Tôn nhe răng cười nói, cầu xin ta đi, quỳ xuống cầu xin ta đi, van cầu ta đi, làm cầu cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Không cần, những thứ có trong đầu ngươi ta đều muốn biết. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, chỉ cần luyện hóa ngươi rồi, siêu hồn tắc phách là có thể biết được đứa con thiên đế kia đã chết hay chưa. Đột nhiên, một tòa thần lô cổ xưa dâng lên rồi chùm tới Xích Quyên Ma Tôn. Trong lô, một mặt trời hừng hực bốc cháy, thiêu đốt tất cả. Sắc mặt của Xích Quyên Ma Tôn kịch biến, vội vàng vươn người bỏ chạy. Lại đúng lúc này, giao chỉ kim mẫu vung trưởng lên, nhẹ nhàng đào xuống, quét đi vào trong thái dương thần lô. Tiểu tử kia, bằng ngươi mà cũng đòi luyện hóa ta sao? Trong thần lô, Xích Quyên Ma Tôn liên tục rít gào, phẫn nộ mà quát. Lão tử đã tu thành Xích Đế Ma Môn, cảnh giới giữa ta và ngươi chênh lệch một trời một vực, rót cả nước, một đại dương cũng không thể lấp đầy được. Cho dù ngươi mất cả đời, cũng chẳng thể luyện hóa được ta đâu. Bên trong thái dương thần lô, Xích Quyên Ma Tôn ngồi dưới Xích Đế Ma Môn. Tòa ma môn này kháng cự lại sự nghiền ép tới của thái dương thần lô, vẫn luôn không vỡ không hỏng, làm cho thần hỏa trong lô không thể đến gần người. Tiểu tử, ngươi có thể luyện hóa được một vị vu hoàng sao? Thực lực của ta chính là vu hoàng. Xích Quyên Ma Tôn cười ha ha. Đạo môn vừa ra, vạn pháp bất xâm. Xích Đế Ma Môn của ta tuy chưa hoàn toàn hoàn thiện, nhưng tu vi cảnh giới hơn ngươi không biết bao nhiêu lần kìa. Hiểu ra thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ tông môn. Nếu ngươi thúc giục hoàn toàn món thánh bảo này thì còn có thể dung hóa được Xích Đế Ma Môn của ta. Đáng tiếc, món thánh bảo này uy lực khuyết thiếu, ngươi căn bản không hề có năng lực kích phát nó kìa. Đạo môn là thánh hoàng lấy thiên làm tông, lấy đạo làm môn, tìm hiểu đất trời, cuối cùng biến hóa được đến thành tựu cao xa. Lấy thực lực kia của Diệp Húc, dù có thúc giục thái dương thần lô thế nào đi chăng nữa cũng không thể đánh nát được tòa ma môn này, luyện hóa Xích Quyên Ma Tôn, tăng vu pháp cấm pháp tới trình tự của đạo. Đạo môn ngưng tụ ra đạo cùng lý của thánh hoàng, cho dù là vu hoàng cũng chẳng thể luyện hóa được đạo môn của thánh hoàng. Diệp Húc đương nhiên cũng không làm được. Diệp Húc liên tục thúc giục thái dương thần lô, chỉ thấy mặt trời trong lô càng lúc càng sáng, thậm chí luôn ở trong trạng thái thức tỉnh, nhưng cũng không thể làm gì được Xích Quyên Ma Tôn. Tiểu tử, món thánh bảo này rơi vào trong tay của ngươi chính là đồ tốt không được dùng đúng chỗ kìa, hãy để Ma Tôn ta bảo quản đi thôi. Xích Quyên Ma Tôn cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa chất chứa trong thái dương thần lô kia, trong đôi mắt của y lộ ra vẻ tham lam, không nhịn nổi cất tiếng cười to. Trong ma môn, vô thượng ma quốc nhanh chóng khuếch trương, chỉ một thoáng đã to lớn ra mấy ngàn vạn dặm, ăn đi một khối lớn của mặt trời trong thái dương thần lô. Tiểu tử kia, ngươi thu ta vào trong thái dương thần lô chính là ngu ngốc à? Không bị tiên sơn quy tắc khắc chế nữa, Ma Tôn ta diệt trừ linh thức của ngươi ở trong lô là chuyện dễ dàng. Vô thượng ma quốc điên cuồng khuếch trương, dần dần bành trướng đến cả tỷ dặm. Ma quốc đen thù lùi kia ô nhiễm hơn phân nửa mặt trời. Tiếng cười của Xích Quyên Ma Tôn truyền đến, có món thánh bảo này, lão tử giết ngươi rất dễ dàng, thậm chí giao chỉ kim mẫu phân thân cũng không thể khắc chế được ta. Đến lúc đó, tất cả đồ của ngươi đều là đồ của ta. Một món thánh bảo không được thì thêm một ngọn tiên sơn vậy. Trên đỉnh đầu Xích Quyên Ma Tôn, phương trưởng tiên sơn đột nhiên giáng xuống, ầm một tiếng đập vụn Xích Đế Ma Môn của y đè ép đi xuống. Ma Tôn, ngươi sơ suất quá rồi, ngươi đừng có quên tiên sơn vẫn luôn ở trong tay của ta. Diệp Húc tế ngọc lâu lên, ầm ầm đặt lên phương trưởng tiên sơn, khiến cho Xích Quyên Ma Tôn không thể dãy giụa. Hắn lập tức thúc giục thái dương thần lô, chỉ thấy những nơi bị vô thượng ma quốc ăn mòn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt từ không gian hàng tỷ dặm đến không đủ 10 trượng, rồi lại lập tức bị ép cho chỉ còn lại 1 trượng. Sau đó một tiếng bùm vang lên, vô thượng ma quốc hoàn toàn bị đập vụn, biến mất không còn gì nữa. Xích Quyên Ma Tôn gầm thét liên tục, lại ngưng tụ ra đạo môn, nhưng đạo môn của y bị phương trưởng tiên sơn áp chế, uy lực bị ép lại, chẳng thể chống lại được uy lực của thần lô. Thân thể y bắt đầu tan rã, tu vi tan ra ở trong thần hỏa của thần lò. Tiểu tử, chúng ta thương lượng, ngươi nghĩ sao? Ta nói cho ngươi biết chỗ của Tây Vương Mẫu và đứa con của thiên đế, còn cùng ngươi thống trị thế giới kia, ý ngươi như thế nào? Xích Quyên Ma Tôn vừa giận vừa sợ, ngoài miệng thì bắt đầu chịu thua, đề nghị nói,
hoặc là ma tôn ta rộng lượng một lần, giúp ngươi trở thành kẻ thống trị thế giới ngươi đang ở kia, đem đám chân lực dám phản kháng ngươi, bao gồm cả giám thiên sứ, giết sạch cả đám đàn ông ở thế giới đó, ta cũng giết sạch đi, chỉ để lại một mình ngươi, cho ngươi bố trí thiên hạ, xây một hậu cung thật to. Nói tới đây, dị tượng bắt đầu xuất hiện, xích đế ma môn của y hóa thành một thế giới lớn. Trong thế giới này, hàng tỷ thi thể nằm dạp dưới chân Diệp Húc. Hắn đứng trong đống xương cốt, cùng với vô số cô gái xinh đẹp vừa múa vừa hát. Những cô gái đó mỗi người một vẻ, đẹp không sao tả xiết, uyển chuyển hầu hạ dưới người hắn, làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Y không hổ là hậu duệ của ma thần viễn cổ, diễn biến ra đủ loại chuyện có thể làm cho đàn ông tim đập thình thịch. Các dị tượng đó rõ một một trước mặt người ta, từng bước dụ dỗ Diệp Húc sa đọa. Tiểu tử, nếu ngươi không theo ta, chờ khi chân thân ta đến rồi, ngươi sẽ chứng kiến một cảnh tượng khác kìa. Xích đế ma môn lại chuyển, hình thành một cảnh tượng khác, cũng là hàng tỷ dặm đầy xương khô và thi thể, tử trạng khác biệt. Mỗi một thi thể đều là bộ dạng của Diệp Húc, trông như một hình ảnh địa ngục tàn khốc vậy. Ngoài ra còn có hàng tỷ Diệp Húc đang chịu khổ hình, phân thây, rút não, cưa thân, bầm thây. Số hình phạt không thể tưởng tượng được, lên tới hàng tỷ loại. Tất cả đều xuất hiện trên người Diệp Húc, làm cho người ta cảm thấy như mình đang chịu khổ hình như thế vậy. Ngoài ra còn có hàng tỷ Diệp Húc đang chịu khổ hình, phân thây rút não, cưa thân bầm thây. Số hình phạt không thể tưởng tượng được, lên tới hàng tỷ loại. Tất cả đều xuất hiện trên người Diệp Húc, làm cho người ta cảm thấy như mình đang bị khổ hình như thế vậy. Ma tôn, ta đã thành đạo của mình. Nếu như ta quyết định luyện hóa ngươi, thì không gì có thể dao động được ta đâu. Diệp Húc làm như không thấy, mà tiếp tục dùng pháp lực toàn thân thúc giục thần lô. Chỉ thấy tốc độ sống lại của món thánh bảo này càng lúc càng nhanh. Một luồng uy năng có thể đốt tan chư thiên, tràn ngập. Thái Dương thần lô chính là thánh bảo do Hạo Thiên Đại Đế luyện ra khi trở thành thánh hoàng. Món bảo vật này lại trùng hợp rơi vào trong kho báu Tây Hoàng. Nhưng Tây Hoàng lại không tinh thông cấm pháp của Hạo Thiên Đại Đế. Bởi vậy, Thái Dương thần lô phủ kín bụi bặm, mặt trời trong lô cũng suýt tắt đi. Thần lô này cắn nút cấm bảo của Thái Dương thần cung dần dần khôi phục, nhưng đến nay vẫn chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Vốn với thực lực của Diệp Húc kia, cùng lắm chỉ có thể thúc giục được một phần vạn uy năng của tòa thần lô này. Nhưng lúc này đây, thực lực tu vi của hắn đều tăng vọt lên rất nhiều. Tuy chưa hoàn toàn luyện hóa thành bản vương khai thiên kinh nhân hoàng cấm pháp, nhưng tu vi đã mạnh hơn hồi Thái Dương thần lô cắn nuốt Thái Dương thần cung không biết bao nhiêu lần. Tòa Thái Dương thần lô này được hắn thôi phát ra uy lực 1%, cho dù cấm bảo có rơi vào trong thần lô này cũng sẽ bị hắn luyện hóa. Vu Hoàng phân thân trong cấm bảo cũng sẽ bị luyện thành tro tàn. Dị tượng mà Xích Viên Hoa Tôn biến hóa ra bị đốt tan chỉ trong khoảnh khắc, giống như một bức tranh không chân thật đã bị đốt cháy sạch sẽ. Đạo môn của y bắt đầu bị hòa tan, ma huyết bốc hơi hóa thành từng đạo kiểu xiềng xích, cùng ánh sáng kia tan rã trong lô. Tu vi của y cũng nhanh chóng biến mất, không được bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị luyện hóa thành tro bụi. Y bị luyện hóa cực kỳ suy yếu, tinh khí tu vi gần như bị diệt đi sạch sẽ. Đột nhiên Diệp Húc thu Thái Dương thần lô, đưa Phương Trượng Thiên Sơn vào trong ngọc lâu, rồi giơ tay ra. Xích Quyên Ma Tôn không tự chủ được bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn bóp lấy cổ. Tiểu tử kia, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Chân thân của ta chưa chết, người tiêu diệt hóa thân này của ta thì sẽ không có khả năng hòa giải với Ma Tôn ta nữa đâu. Xích Quyên Ma Tôn còn chưa nói xong thì một tiếng bóp vang lên, đầu y bị nổ tung. Diệp Húc rút lấy trí nhớ của y, trí nhớ trong hóa thân này với trí nhớ trong chân thân Xích Quyên Ma Tôn tương thông, khiến cho Diệp Húc biết đến rất nhiều bí mật mà không ai biết. Trước mặt Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một hình ảnh thật to lớn. Hắn đọc được trí nhớ của Xích Quyên Ma Tôn, tự mình chứng kiến tất cả qua diệt thị giác của Xích Quyên Ma Tôn, giống như đặt mình trong cảnh tượng đó vậy. Chỉ thấy không biết bao nhiêu ánh sáng hình thành từ thế giới lực bao vây hắn và Tây Vương Mẫu. Thế giới lực nghiền ép tất cả, đây là lực lượng mà cả Thánh Hoàng cũng không thể chống đỡ, hủy diệt đi đạo môn của họ, xóa đi đạo lý mà Thánh Hoàng lĩnh ngộ ra, diệt đi thần thức tu vi bọn họ. Bọn họ bị không biết bao nhiêu thế giới đè ép, thân thể phủ đầy vết rạn nứt chỉ trong khoảnh khắc. Từng đạo ánh sáng mờ dài đến cả hàng tỷ dặm, kéo dài đến nơi vô cực, biến nơi đó thành một bên trong ánh sáng, nước lũ từ vô số thế giới kỳ lạ tạo thành, ẩn chứa đạo lý của thế giới kia. Hình thái của từng thế giới đều ẩn chứa uy năng vô cùng vô tận, vượt qua phạm trù lý giải của Thánh Hoàng, mênh mông cuồn cuộn diệt trừ tất cả. Xích Quyên Ma Tôn xuất hiện chỉ trong chớp mắt tại nơi đây, rồi vội vàng bỏ trốn. Thân thể của y gần như bị thế giới lực tiêu diệt, đạo môn dập nát, tu vi chẳng còn mấy, cuối cùng cũng chạy thoát được khỏi tuyệt cảnh đó. Nhưng Tây Vương Mẫu cùng đứa con thiên đế trong bụng bà kia đều chôn vùi trong mảng ánh sáng nơi kia, không hề đi ra được ngoài. Trong chớp mắt khi chạy thoát ra ngoài, Diệp Húc nhìn thấy thế giới lực đột nhiên yên lặng,
giống như không còn chút uy lực nào. Giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi, 3000 thế giới như ngừng chuyển động. Trên không trung nơi vô cực kia vỡ ra, một bàn tay xương sẩu run rẩy thò xuống, chụp tới ánh sáng kia. Bàn tay giả nua này không bắt được thứ gì bên trong ánh sáng. Tây Vương Mẫu cùng đứa con thiên đế trong bụng bà đã hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn chút gì. Đồ tiện nhân! Từ trong thiên giới truyền đến một âm thanh tăng thương mà đầy uy nghiêm. Đó là tiếng nói đầy phẫn nộ của thiên đế. Phẫn nộ vì một ả thánh hoàng nhỏ bé mà lại dám cãi lời mình, lại dám giết đi đứa con của thiên đế. Tiện nhân sao? Diệp Húc lẩm bẩm, trong lòng lại phẫn nộ khôn cùng. Đột nhiên, hắn và thị giác tương thông với Xích Quyên Ma Tôn bị chia lìa. Hắn nhìn thấy một đôi ma nhãn vượt qua nơi vô cực, vô tận kia. Không biết bao nhiêu tỷ dặm, qua không gian không thể tính toán, nhìn về phía mình. Tiểu tử, ngươi liên tục ám toán Ma Tôn, lại dám giết phân thân của ta. Ngươi nhất định phải chết kìa. Ma nhãn của Xích Quyên Ma Tôn như hai vầng trăng máu, vô cùng khổng lồ, bao phủ tâm linh Diệp Húc, cho hắn cảm giác áp bách vô cùng khổng lồ. Đôi mắt chớp một cái, thế giới thoáng cái biến thành màu đỏ, thoáng cái lại tối đen như mực, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Ma Tôn ta đã định ra phương vị của ngươi, nhìn thấy thế giới đó của ngươi, không lâu nữa ta sẽ giáng lâm đến thế giới đó, ta sẽ cho ngươi nếm thử những cực hình kia mà ngươi nhìn thấy kia. Ma Tôn, đừng quậy nữa. Diệp Húc vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt như thường, nhẹ giọng nói. Ngươi nên ngoan ngoãn trốn đi dưỡng thương đi thôi. Nếu giờ ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta đây, ta sẽ không luyện hóa phân thân của ngươi nữa, mà là chính ngươi kìa. Xích Quyên Ma Tôn tức giận, hừ một tiếng, cười quỷ dị nói. Ta sẽ tới tìm ngươi. Cặp ma nhãn trước mặt Diệp Húc kia đột nhiên biến mất. Cảm giác áp bách vô cùng khủng bố, vô cùng trầm trọng kia như thủy triều lui đi. Toàn thân hắn đầy mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại thì thấy thế giới vô hoang ở trong tầm mắt. Vừa rồi hắn mượn đôi mắt Xích Quyên Ma Tôn thấy được bàn tay của thiên đế, mượn đôi tai y nghe được tiếng nói của thiên đế. Cùng lúc đó, Xích Quyên Ma Tôn cũng mượn ánh mắt hắn nhìn thấy thế giới vô hoang. Tại Thái Dương Thần Cung, thế giới vô hoang, Thánh chủ Đông Hoàng Thiên ngồi trên bảo tọa, vui mừng nhìn về phía Đông Hoàng Mục, cười ha ha nói. Mục nhi, con rốt cuộc cũng đã trở lại. Cường giả Thái Dương Thần Cung ta tiến vào thiên khư nhiều đếm không xuể, nhưng không ai có thể sống sót đi ra từ nơi đó. Con là người đầu tiên. Đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Thái Dương Thần Cung đều tụ tập lại. Thậm chí nhiều lão quái vật bế quan đã nhiều năm cũng bị kinh động. Trong Thái Dương Thần Cung tràn ngập hơi thở của các cường giả, thậm chí có một số người còn mạnh mẽ tới có thể sánh với Đông Hoàng Thiên. Đông Hoàng Ngục đứng ở trong thần cung, hơi thở của hắn như biển rộng bao la, sâu không lường được, thậm chí còn thâm hậu hơn cả thái thượng trưởng lão của Thái Dương Thần Cung, so với Đông Hoàng Thiên không kém là bao. Đầu tiên hắn tiến vào đài giảng đạo của Hạo Thiên Đại Đế, tìm hiểu hơi thở khí cơ cùng đạo kinh mà Hạo Thiên Đại Đế để lại. Sau tiến vào thiên khư, nơi thiên đế ngã xuống, tìm kiếm cơ duyên. Hắn đi vào thiên khư lần này chính là hơn 10 năm, đến nay mới trở về. Mục nhi, còn chắc cả thái rất nhiều ở trong thiên khư phải không? Một vị thái thượng trưởng lão vuốt râu trầm giọng nói. Đúng vậy. Đông Hoàng Mục mỉm cười, cất cao giọng nói. Ở trong thiên khư con thu hoạch được rất nhiều, chỉ mấy năm đã tu luyện tới tam bất diệt cảnh, hơn nữa còn tìm được rất nhiều kỳ chân thiên giới như Minh Hải Thần Thiết, Thái Dương Thần Kim, thậm chí còn một đống mảnh vỡ không biết là của bảo vật gì, còn có một hồ đế huyết kìa. Đám cường giả Thái Dương Thần Cung ai nấy đều kích động, ngay cả Đông Hoàng Thiên cũng đứng bật dậy, khó nén được vẻ kích động ở trên gương mặt. Thiên giới kỳ chân cực kỳ quý hiếm và quý báu. Năm đó khi vẫn còn là thánh hoàng, Hạo Thiên Đại Đế từng đến thiên giới ăn cắp kỳ chân, luyện chế ra hai món thánh bảo, một món là Thái Dương Thần Cung, món khác chính là Thái Dương Thần Lô. Không có thiên giới kỳ chân, chỉ bằng tài liệu cao cấp của 3000 thế giới ngũ hành kim khí thì không thể nào luyện chế ra được thánh bảo. Đây là do uy năng của thánh bảo quá mạnh mẽ, ngũ hành kim khí không thể nào chất chứa được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Nhưng so với mảnh vỡ của bảo vật cùng đế huyết mà Đông Hoàng Mục tìm được, thiên giới kỳ chân đúng là không đáng giá. Thanh đế đại chiến với Hạo Thiên Đại Đế chính là trận chiến cấp thiên đế, bọn họ dùng bất cứ món vũ bảo nào đều hơn xa cấm bảo, thánh bảo. Cho dù là một mảnh vỡ, mảnh nhỏ thì giá trị của nó cũng hơn xa cấm bảo hay thế. Còn về phần đế huyết thì lại càng quý báu. Đông Hoàng nhất mạch truyền lưu đến nay đã có 160-170 năm lịch sử. Huyết mạch của bộ tộc Đông Hoàng, huyết mạch Hạo Thiên Đại Đế càng ngày càng loãng. Nay Đông Hoàng Mục tìm được đế huyết, chỉ cần luyện nó vào trong cơ thể, huyết mạch lực của Đông Hoàng bộ tộc sẽ hưng thịnh trở lại. Tuy không thể so với thời đầu của Hạo Thiên Đại Đế, nhưng vẫn sánh được với đời thứ hai, đời thứ ba.
huyết mạch lực khổng lồ của thiên đế kia có thể làm cho số mệnh bộ tộc Đông Hoàng tiếp tục hưng thịnh, viễn viễn không đoạn tuyệt, thậm chí sẽ tạo ra vô số cao thủ, làm cho Thái Dương Thần Cung và Đông Hoàng gia tiếp tục thịnh vượng, có thể sánh với thời thượng cổ. Quan trọng nhất chính là đế huyết chất chứa nguồn năng lượng khủng bố không thể tưởng tượng được. Luyện hóa đế huyết có thể tăng lên tư chất cá nhân vô hạn, tăng tu vi tiến đến cảnh giới vô hoàng cũng rất đơn giản. Một gã thái thượng trưởng lão cười ha ha, trong ánh mắt kia lộ ra vẻ tham lam nói: "Tốt, rất tốt Mục Nhi, còn quả nhiên là phúc tinh của Thái Dương Thần Cung, hãy lấy chúng ra đi." Lão cười nói: "Mấy thứ này con cầm cũng không thích hợp cho lắm, để thần cung quản lý vẫn tốt hơn." "Đúng vậy, Mục Nhi, bảo vật con tìm được ở trong thiên khư kia có ý nghĩa quan trọng đối với Thái Dương Thần Cung ta, hãy để chúng ta bảo quản, tránh cho chúng rơi vào tay người ngoài." "Mục Nhi, con tìm thấy nhiều bảo vật như vậy chính là đại công thần của thần cung ta, Thái Dương Thần Cung sẽ không bạc đãi con đâu." Đông Hoàng Mục vẫn mỉm cười, không nói gì cả, cũng không giao những bảo vật kia ra. Sắc mặt vị thái thượng trưởng lão kia đột nhiên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ không vui: "Mục Nhi, ngươi không giao những bảo vật kia ra, chẳng lẽ muốn chiếm làm của riêng hay sao?" "Làm của riêng ư?" Đông Hoàng Mục khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Vốn là đồ của ta, sao ta không thể giữ làm của riêng được? Mà các ngươi bắt ta giao ra lại là do tư lợi, thật đáng giết mà." "Láo xược!" Vị thái thượng trưởng lão kia tức giận đến lông mày rung rung, mặt mũi âm trầm, cười lạnh mà nói: "Đông Hoàng Mục, ngươi đừng có quên là Thái Dương Thần Cung ta cực khổ bồi dưỡng ngươi, cung cấp cho ngươi thuần dương linh mạch bậc 9 để ngươi tu luyện, cho ngươi từ Đông Hoàng gia tiến vào trong thần cung, cho ngươi dùng tài nguyên tốt, cấm bảo tốt, thậm chí đưa đạo đài của đại đế cho ngươi ngộ đạo, còn cho ngươi tiến vào thiên khư. Thái Dương Thần Cung ta có ơn nuôi dưỡng với ngươi, ân trọng như núi, ngươi cả đời cũng không thể trả nổi. Nếu không phải Thái Dương Thần Cung ta tài bồi, ngươi có thể có được tế ngộ như ngày hiện nay hay sao?" Lại có thêm một vị trưởng lão gật đầu lên tiếng nói: "Đúng vậy, Đông Hoàng Mục kia, người rốt cuộc vẫn là cháu chắt của Đông Hoàng nhất mạch ta. Trong nhiều trưởng lão nơi đây, có ai không phải là lão tổ tông của ngươi không? Hãy giao những bảo vật kia ra đây, chúng ta vẫn là người một nhà, nếu không đừng trách lão phu vô tình." "Lão tổ tông ư? Đám lão bất tử các ngươi cũng có thể xứng làm lão tổ tông của ta sao?" Đông Hoàng Mục cười ha hả, ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén, hơi thở bốc lên trở nên vô cùng thâm hậu. Lúc trước hơi thở hắn có thể đánh đồng cùng Đông Hoàng Thiên, mà nay lại thâm hậu hơn mấy chục lần, vượt qua cả Đông Hoàng Thiên, thẳng tiến tới tu vi cảnh giới như Tinh Đế và Ứng Tông Đạo. Hắn lật tay đánh một trưởng tới vị thái thượng trưởng lão kia, một tiếng oành vang lên, toàn bộ món thánh bảo Thái Dương Thần Cung này rung lên một cái khá dữ dội. Một trưởng này của hắn giống như một bàn tay giơ ra từ mặt trời, vô cùng nóng bỏng, mơ hồ có uy năng có thể hòa tan thiên địa vạn vật, luyện hóa thế giới thành nước. Vị thái thượng trưởng lão kia vừa sợ vừa giận, vội vàng tới cấm bảo bán thành phẩm lên ra sức chống cự. Lão nắm trong tay một món cấm bảo bán thành phẩm, lại có tu vi của nhân hoàng đỉnh phong, tuyệt đối là nhân vật cấp thánh chủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lão cả giận quát: "Đông Hoàng Mục, người may mắn lấy được vài món bảo vật đã tiểu nhân đắc chí như vậy, lại dám ra tay với ta, người có biết đây là khi sư diệt tổ hay không?" Oanh! Cấm bảo bán thành phẩm mà lão vừa tiến lên đã bị một trường của Đông Hoàng Mục nghiền nát, vô số mảnh nhỏ văng ra khắp nơi, bị liệt hỏa đốt thành tro tàn. Ngay sau đó, lão cũng nổ tung, bị một trưởng của Đông Hoàng Mục tiêu diệt. "Ta luyện hóa đế huyết chính là con của Hạo Thiên Đại Đế, ai dám làm tổ tông với ta đây?" Đông Hoàng Mục dùng một trưởng đánh chết vị thái thượng trưởng lão này, khiến hai vị thái thượng trưởng lão khác nổi giận gầm lên: "Đông Hoàng Mục đã nhập ma, lập tức dùng thần cung tru sát nó." Ông một tiếng, món thánh bảo Thái Dương Thần Cung kia đột nhiên sống lại, và luồng khí cơ đảo qua, thân thể hai vị thái thượng trưởng lão lập tức nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Ngay cả những vũ bảo bao gồm của cấm bảo bán thành phẩm trên người bọn họ đều bị nghiền nát, chân linh bất diệt hay nhân hoàng nhân phân thân đều không còn. "Các người không nghe rõ hay sao?" Đông Hoàng Mục bình ổn món thánh bảo Thái Dương Thần Cung này, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh một cái, lộ ra một nụ cười lạnh: "Ta đã luyện hóa đế huyết, ta chính là con của Hạo Thiên Đại Đế, ta là lão tổ tông của các ngươi." Trong chớp mắt đã có ba vị thái thượng trưởng lão bị hắn dễ dàng xử tử, thủ đoạn lôi đình như thế đã khiến cho toàn bộ mọi người khiếp sợ. Trong thần cung, mọi người không ai dám thở mạnh, ngơ ngác nhìn hắn. Trong ánh mắt kia tràn đầy kinh hãi, ngay cả thánh chủ Đông Hoàng Thiên cũng khiếp sợ, không hiểu ra sao. Vừa lúc Đông Hoàng Mục ra tay giết người, y cũng không kịp cứu hai vị thái thượng trưởng lão kia. Mấy vị trưởng lão khác chuẩn bị thúc giục Thái Dương Thần Cung, y cũng tính toán ngăn cản. Lại không ngờ rằng chỉ trong giây lát có một luồng năng lượng vô cùng thuần khiết
rót vào trong Thái Dương Thần Cung, thoáng chốc đã cướp đi quyền điều khiển món thánh bảo này, rồi lập tức chấn vỡ hai vị thái thượng trưởng lão. Đông Hoàng Mục nhìn thấy sự sợ hãi, kinh ngạc, thần phục, loáng thoáng có cả hâm mộ trong ánh mắt mọi người, trong lòng có một loại cảm giác sung sướng, không nhịn được cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, truyền khắp Thái Dương Thần Cung. Đông Hoàng Thiên nghiêm nghị nói: "Mục Nhi, chẳng lẽ con định giết hết tất cả mọi người trong Thái Dương Thần Cung ta hay sao?" "Giết sạch các ngươi ư? Không phải là không thể. Nay ta đã dung nhập đế huyết rồi, cho dù Đông Hoàng nhất mạch đều bị giết sạch, cùng lắm thì ta sinh thêm một đám con cháu là được." Đông Hoàng Mục hăm hở đi đến chỗ Đông Hoàng Thiên, cất cao giọng nói: "Nhưng mà các ngươi cũng đừng lo lắng, ta còn chưa độc ác nham hiểm đến mức đó đâu. Hơn nữa ta thực thích nhìn vẻ khiếp sợ, kinh ngạc trên mặt các ngươi kia. Thú vị, thật thú vị. Lúc trước các ngươi ở trên cao nhìn xuống ta, tại bồi ta chẳng qua chỉ là bố thí, là thương hại. Mà hiện tại các ngươi lại phải dựa vào sự bố thí và thương hại để sống kìa." Hắn bước đến trước mặt Đông Hoàng Thiên, khiến cho mồ hôi lạnh tuôn đầy trán Đông Hoàng Thiên. Y ngẩng đầu lên nhìn thì như thấy một vị thiên thần đang nhìn từ trên cao nhìn xuống mình vậy. "Đông Hoàng Thiên, ngươi nhường vị lăn xuống khỏi bảo tọa của thánh chủ, hay là ta tự mình quẳng ngươi xuống đây?" Đông Hoàng Mục mỉm cười nhẹ giọng nói. Đông Hoàng Thiên lặng lẽ đứng dậy đi xuống khỏi bảo tọa. Đông Hoàng Mục cười ha ha ngồi luôn xuống, nhìn đám người xung quanh, chỉ cảm thấy nắm quyền trong tay khiến lòng hắn có một loại cảm giác khó hiểu tuôn trào. Hắn cười nói: "Hãy quỳ bái ta đi." Đám cao thủ Thái Dương Thần Cung lặng lẽ liếc nhau. Đông Hoàng Thiên mỉm cười đầy chua xót quỳ xuống trước tiên, bái nói: "Đông Hoàng Thiên tham kiến Mục Thánh Chủ." Bốp một tiếng, Đông Hoàng Mục đột nhiên tắt đi một cái, khiến y văng ra ngoài. Hắn cười lạnh nói: "Sai rồi, là Mục Hoàng chứ không phải Mục Thánh Chủ. Không lâu nữa ta sẽ đột phá thành Vu Hoàng, Thánh Chủ Thái Dương Thần Cung sao có thể thỏa mãn được ta đây. Ta chẳng những phải xưng hoàng mà còn vấn đỉnh thần vương, xưng đế thiên giới." Đông Hoàng Thiên hộc máu, trong lòng vô cùng khổ sở, dãy dụa đứng dậy lại quỳ bái: "Đông Hoàng Thiên tham kiến Mục Hoàng." Đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão thế thế vội vàng quỳ bái theo. Đông Hoàng Mục cười ha ha, hà lòng hà dạ. Hắn ngồi trên bảo tọa, nhìn xuyên qua Thái Dương Thần Cung, nhìn tới Hoàng Tuyển Ma Tông trong thế giới vô hoang, cười lạnh mà nói: "Diệp thiếu bảo, đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi? 10 năm rồi thì phải. Lần trước ngươi đoạt thê tử của ta ở ngay trước mặt thiên hạ, nhục nhã ta. Này món nợ của chúng ta cũng nên tính rồi." "Nghe nói sư huynh của ngươi sắp trở thành vô hoàng, nhân kiếp đang đến gần. Không biết sau khi trở về phát hiện ra sư huynh ngươi độ kiếp thất bại, già trẻ khắp Hoàng Tuyển Ma Tông đều chết cả, lúc đó mặt ngươi sẽ thế nào đây?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 162 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.